Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề 6 hiểu lầm của xã hội để người nhiễm HIV vào cuộc sống khốn cùng. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người, HIV là căn bệnh tệ lây, cần được xa lánh. Họ không dám đứng gần và tiếp xúc với người nhiễm HIV. Nhưng đó chỉ là những ngộ nhận, chính vì sự kỳ thị oan uổng đang khiến cuộc sống của những người bị nhiễm HIV tơi vào khốn cùng thay vì căn bệnh. Dưới đây là những hiểu lầm về căn bệnh cần được thay đổi. 1. Tiếp xúc với người nhiễm HIV sẽ lây. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, trưởng khoa Nội bệnh viện 9 Hà Nội khẳng định HIV có 3 con đường lây nhiễm cơ bản, bao gồm qua việc chung kim tiêm trích, quan hệ tình dục và mẹ sang con. Bản chất của quá trình này là thông qua đường máu, các con đường khác, đặc biệt là việc tiếp xúc thông thường với người bệnh không khiến việc lây nhiễm virus HIV xảy ra. Thậm chí không phải trường hợp nào tiếp xúc với bệnh nhân HIV qua ba con đường lây trên đều có thể lây bệnh. Việc lây qua tiếp xúc thông thường đa phần là các bệnh nhiễm trùng cơ hội, điển hình là lao, nhưng ở người bệnh nhân nặng chuyển sang giai đoạn S. Hai, quan hệ với người nhiễm HIV sẽ lây. Theo bác sĩ Hưng, tỷ lệ lây hắt qua con đường quan hệ tình dục được đánh giá thấp nhất, nhưng do tần suất quan hệ của con người hàng ngày, hàng giờ cao, khả năng nhân bệnh lớn nên trở thành nguy cơ được đưa lên hàng đầu. Những trường hợp quan hệ thô bạo làm rách thành âm đạo gây chảy máu hoặc tổn thương niêm mạc của dương vật nhưng phải ở mức độ sâu mới có thể lây bệnh sang đối phương. Ngược lại, quan hệ tình dục có quá trình ái ân, tiết đủ dịch sinh dục đủ để bôi trơn, khả năng lây bệnh cho đối tác không cao. Bác sĩ Hưng tiết lộ, bệnh nhân của anh có người nhiễm HIV 16 năm nay, lấy tới 3 đời chồng, song không hề lây bệnh cho người chồng nào. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, cục trưởng cục phòng chống HIVS cũng cho biết, đối với bệnh nhân HIV được điều trị thuốc ARV hàng ngày theo chỉ định, đạt được và duy trì tải lượng HIV dưới ngưỡng phát hiện sẽ thực sự không có nguy cơ làm lây truyền HIV sang đối tác, kể cả khi không dùng bao cao su hoặc bất cứ biện pháp an toàn nào. Trong đó, tải lượng HIV dưới ngưỡng phát hiện được hiểu là khi HIV dưới 200 bản sao trên ml bằng các xét nghiệm. Ở Việt Nam, 91,5% số người điều trị đều có tải lượng HIV dưới ngưỡng phát hiện, tức không có khả năng lây nhiễm sang bạn tình khi quan hệ tình dục. 3. dùng chung kim tiêm lấy HIV ngay lập tức. Còn về việc trích chung kim, bác sĩ Hưng phân tích khi kim đâm vào lòng mạch, áp lực của mạch máu sẽ đẩy ngược máu ra ngoài kim, khi tiêm cho người khác vô tình tiêm virus HIV vào người. Nhưng nếu lượng máu ở đầu xi lanh ít, tức là số lượng virus nằm trong máu ít, khi vào cơ thể chưa kịp sinh sôi nảy nở, chúng đã bị hàng rào của cơ thể tiêu diệt, mất khả năng lây bệnh. Do đó khi vô tình bị kim tiêm của người bị HIV đâm vào cơ thể, nếu đầu mũi tiêm không có máu, bạn sẽ không có khả năng lây bệnh. 4. mắc HIV do hư hỏng tê nạn. Theo bác sĩ Hưng, rất nhiều người mang bệnh HIV là nạn nhân và vô tình bị lây nhiễm do tai nạn nghề nghiệp, bị tấn công, làm từ thiện. Họ vẫn sống khỏe mạnh như bao người khác khi được điều trị và sống một cách lành mạnh. Hiện tại, bệnh viện 09 có hơn 500 bệnh nhân ngoại trú, tức vẫn có cuộc sống ngoài xã hội bình thường như bao người khác. 5. Mẹ HIV sinh con cũng bị nhiễm Người ta quan niệm máu mẹ giúp nuôi dưỡng bào thai nên khi mẹ có hắt sẽ sinh con cũng mắc bệnh tương tự. Thực tế việc lây từ mẹ sang con chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ vì bánh nhau thai luôn có 3 màng lọc. Những màng siêu lọc này sẽ lọc ngăn những tế bào HIV nên chúng rất khó chuyển sang người con. Việc lây nhiễm thường diễn ra trong lúc chuyển dạ đẻ khi độ mở của bộ phận sinh dục người mẹ thấp gây rách tầng sinh môn, chảy máu trong quá trình đưa con đi ra. Nếu có xây xước khi tiếp xúc với máu mẹ sẽ nhiễm bệnh. Nếu đứa con không bị xây xước, chúng sẽ an toàn, bác sĩ Hưng phân tích. Bệnh viện 09 là nơi điều trị cho bệnh nhân HIV. Khi bước vào bệnh viện, nhiều bệnh nhân phải đối mặt với sự kỳ thị, bỏ rơi của chính những người thân mình. 6. HIV là án tử Theo các bác sĩ, khi dương tính với HIV, bệnh nhân vẫn có thể sống từ 5 tới 10 năm nếu không được điều trị. Còn khi được điều trị ARV, Họ có thể sống đến cuối đời và ra đi vì các căn bệnh tuổi già chứ không phải do HIV. Đã đến lúc xã hội cần thay đổi nhận thức về căn bệnh này. Ngoài trừ những trường hợp mắc bệnh nhưng không tuân thủ điều trị, sống cuộc sống không lành mạnh khiến diễn biến bệnh xấu đi nhanh chóng, những bệnh nhân H được điều trị hoàn toàn có thể sống đến cuối đời với tuổi thọ rất cao. Thực chất, bệnh nhân có H không mang án tử cận kề như các trường hợp mắc các bệnh khác phổ biến hiện nay như ung thư, tiểu đường cao huyết áp, bác sĩ Hưng nhấn mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, dụng cụ y tế cá nhân, những sai lầm khi sử dụng sẽ là chủ đề chính mà chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.